Nghĩa Audio xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì Audio xin giới thiệu đến anh em một dòng đẩy 4 kênh công suất lớn. Con này là con GTR, có mã hàng là 8800S. Đấy, mặt về mặt trước thì thiết kế là nó có giống cái con đẩy FP10000Q. Đấy, anh em có thể nhìn nhé. Mặt trước này cũng bao gồm có một cái khung sắt màu đen này, màu đen toàn bộ anh em nhé. Với cái logo của hãng là GTR. 4 kênh, kênh A, kênh B, kênh C. Đấy, và 4 nút chỉnh đặt theo chiều đứng nhé. Chứ không giống kiểu BV Group là nó đặt theo chiều ngang, cái này đặt theo chiều đứng. Và nút thì nó cao su non rất mềm. Và khi đánh sẽ có cái đèn led xanh nháy theo chiều ngang này. Đấy, rất đẹp. Các cái đèn báo nguồn này, mã 8800 này. Đấy. Về con này thì nó là chạy 56 sò anh em nhé. Nếu tính cả bù áp thì nó lên là 64 sò cơ. Đếm mình sò chữa sứ của nó là 56 sò, cho ra công suất độ tầm khoảng 700W một kênh nhân 4 kênh nhé anh em nhé. Con này rơi khoảng gần 3000W. Đây là về phần mặt trước nhé. Công tắc nguồn ở bên góc này. Đấy, công tắc nguồn ở góc bên trái này. Đấy. Anh em nhìn rõ này, các cái đèn được bố trí rất là đẹp, khi có tín hiệu vào đánh rất đẹp luôn nhé, còn mà chạy rất êm. Cái con GTR này là thương hiệu của Hàn Quốc anh em nhé. Đây là mặt sau cho anh em xem. Mặt sau này có một cái dây nguồn rất là to này. Đấy, anh em có thể nhìn này, dây nguồn dã man luôn. Dây nguồn này to như kiểu là con xe 20 ấy, rất to luôn. Có hai con này có 4 quạt gió anh em nhé, 2 quạt trước và 2 quạt sau. Thì tương tự như vậy thì đằng sau nó cũng có sẽ 4 cửa tín hiệu vào. Gồm có là từ bên phải qua là A B C D. Quạt tín hiệu A B C D nhá, từ bên phải qua. Và 4 đường lai ra A B C D. Có tất cả đầy đủ các tính năng như là dồn kênh, parallel và bridger và stereo. Có độ nhạy tín hiệu đầu vào là 0.77V, 1.0V, 1.44V. Đầy đủ như các dòng BV Dub. Con này thì tiếng rất là hay vì nó sử dụng con sò NGV kép anh em nhé. Đây là 4 cái cổng ra dạng canon, vừa có canon vừa có vặn xoáy nhé. Đấy, cho anh em rất dễ sử dụng luôn. Mình sẽ mở ruột cho anh em xem luôn về trong nội thất của nó. Đấy, bên trong em này thì lần đầu tiên con này nó sẽ có cái nó chạy là 16 con tụ. Tụ này có dung lượng là 50V và 6800 microfarad. Đấy. Đây sò của nó đây. Đấy, sò được gắn rất là đều và đẹp. Chở đây anh em nhé. Đến chở này. 1 2 3 4 5 6 7. 7 con chở này. Nhân 4 lên một vế này. 4728 28 sò một vế là chạy chở sứ nhá. Đấy, nhân 2 lên là thành 56 sò. Cộng với cả con bù áp này không tính nhá. Nếu mà tính cả bù áp nó về tầm 64 sò anh em nhá. 1 2 này, 3 4 này, mỗi vế 4 con là 8 con. Còn đây là cái nguồn. Ở trên này có dòng chữ của Hàn Quốc này. Đấy, anh em nhìn nhá, đây là cái tấm để nó lót để lót cho cái cụm nguồn này. Đấy, đây là cái nguồn nó anh em nhá, nguồn đồng 100% luôn. Đấy, em nhìn thấy này, còn đồng 100% và sản phẩm này được bảo hành 1 năm. Đấy, có hai cái quạt đứng trước này, hai quạt đứng trước, chúng em nhìn từ trước lại nhé. Đấy. Đấy, rất đẹp luôn, nhìn từ góc cạnh một luôn này, quạt này chạy cực kỳ êm nhé. Dây được đi bố trí này rất gọn gàng. Đấy, anh em nhìn thấy chưa, cực kỳ đẹp luôn mà giá thành rất là ngon bổ rẻ anh em nhé. Sản phẩm này đang được bán tại Nghĩa Audio với giá là 6.900.000 anh em nhé. Giá 6.900.000 số 1 em đẩy 4 kênh 56 sò chính hãng GTR 6.900.000.
giá 6,9 triệu tại Nghĩa Audio anh em nhé. Anh em nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp đến Nghĩa Audio qua số điện thoại 0934573743. Ở clip tiếp theo em sẽ test chất tiếng của em này cho anh em xem. Đấy, của con GTR8800S. Xin chào, hẹn gặp lại anh em vào clip lần sau. Em có nhu cầu hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để nhận những clip mới nhất ở bên mình. Xin chào, hẹn gặp lại anh em.